kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội của Đài Truyền hình Tần số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên Hà Nội tiếp tục không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ ngày hôm qua tăng lên ngưỡng là từ 28 cho đến 30 độ và đêm qua nhiệt độ cũng tăng khoảng 1 đến 2 độ lên mức là từ 19 cho đến 21 độ. Với mức nhiệt ngày và đêm như vậy thì cảm giác lạnh ở tại Hà Nội giảm đáng kể, chỉ còn về đêm và sáng sớm. Trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội vẫn chịu tác động của khối không khí lục địa suy yếu, gió chuyển hướng đông đến đông bắc trước khi khối không khí lạnh chính dồn xuống. Vì vậy mà nắng tiếp tục xuất hiện về thời gian trưa và chiều, không nhiều và liên tục như ngày hôm qua. Do đó, nhiệt độ ngày hôm nay ở tại Bắc Bộ và Hà Nội giảm nhẹ xuống mức là từ 26 đến 29 độ. Trong đêm nay, thì bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc mới tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc của nước ta, và trong đó có Hà Nội. Đến đêm nay, thủ đô Hà Nội dần chịu tác động của khối không khí lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc, nên nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2-3 độ, xuống tới mức là 17-19 độ. Dự báo, trung tâm của khối không khí lạnh lục địa tiếp tục dịch xuống phía Nam và chi phối thời tiết khu vực Hà Nội. Vì vậy mà ngày mai trời sẽ nhiều mây âm u và nắng không còn có khả năng xuất hiện. Vì vậy, nhiệt độ ngày mai sẽ giảm mạnh từ 5-6 độ, xuống mức là 21-23 độ. Đến đêm mai, trời sẽ chuyển rét sâu với mức nhiệt chỉ còn khoảng từ 15-17 độ. Quý vị và các bạn cần phải chủ động trước sự thay đổi của thời tiết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em nhỏ. Và dự báo là trong ngày và đêm ngày 15 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục tác động, khiến nhiệt độ ở tại Hà Nội tiếp tục giảm thêm xuống mức là từ 18-20 độ ban ngày và ban đêm là từ 14-16 độ. Dự báo xa hơn, trong những ngày tiếp theo, khả năng nắng lại xuất hiện trở lại, ban ngày trời ít mây, vì vậy nhiệt độ ban ngày tăng lên mức là từ 21-23 độ. Nhưng cũng chính nhờ quá trình ít mây khiến cho ban đêm mặt đất phát xạ nhiệt mạnh mẽ, làm nhiệt độ giảm sâu xuống mức là từ 13-15 độ, trời khá rét về đêm và sáng. Trong những ngày thời tiết chuyển lạnh thì các bà mẹ mang thai cần phải thận trọng trong việc bảo vệ cơ thể và làn da. Khi thai nhi ngày càng phát triển thì diện tích bề mặt da bụng sẽ tiếp xúc nhiều hơn với nhiệt độ ở bên ngoài, khiến cơ thể chị em dễ bị lạnh hơn, đồng thời làn da dễ bị khô, hanh do mất nước. Lời khuyên cho các bà mẹ mang thai trong thời tiết lạnh là trước khi ra khỏi nhà thì nên kiểm tra nhiệt độ thời tiết ngoài trời, sử dụng các loại áo gió chống nước để khoác ngoài, giữ ấm tay, cổ chân bằng các phụ kiện cần thiết và đủ ấm. Sử dụng gel rửa tay khô tiện lợi và đề phòng vi khuẩn tấn công. Sau khi tắm thì dùng kem dưỡng thể để giữ ấm cho làn da. Đối với da mặt thì nên dùng kem dưỡng da có chỉ số SPF phù hợp, thành phần tự nhiên và an toàn. Trong mùa đông thì làn da dễ bị khô nẻ, đặc biệt là da môi. Các bà mẹ mang thai có thể dùng son dưỡng môi được chiết xuất từ thiên nhiên để tránh tình trạng nứt và khô môi gây chảy máu. Các bà mẹ nên đi giày đế bệt và mặt đế có độ chống bám tốt, đặc biệt là mỗi khi đi vào nhà vệ sinh để tránh trơn trượt và đảm bảo an toàn cho mẹ và em bé. Bên cạnh đó thì các mẹ hãy hướng đến ý nghĩ tích cực để có một thai kỳ khỏe mạnh. Và đến đây thì bản tin thời tiết xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, độ ẩm trung bình từ 75-85%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, độ ẩm trung bình từ 68-77%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, độ ẩm trung bình từ 67-76%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, độ ẩm trung bình từ 65-74%. Trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, độ ẩm trung bình từ 66-76%.